coi phải chăm. Nó Chào quý vị lắm, các nó bạn chăm nha. đẹp lắm. Hôm nay chia sẻ với anh em yêu cây, đây là nghệ Đây nhân Nguyễn Ngọc Sơn. Vừa trước là chuyên quất, từ lại chuyển sang chuyên hoa giấy. Chuyên hoa, nhà hoa, kiêm thêm cả hoa. À, kiêm thêm cả hoa. Không phải là chuyên hoa giấy là bỏ quất là được. Cái số điện thoại 03 mấy nhỉ chưa nhỉ? Đấy, 0347 522 999. Số VIP đó. Hôm trước mấy cây lọng đẹp. Mấy cây đẹp đẹp mà quay, còn những cây mấy cây xấu bỏ ra. Ồ, cây nào thì hắn phải có xấu với có đẹp chứ. Mấy cái cây lọng cao đẹp hôm vừa rồi định chia sẻ ngay bác lại bán mất rồi, còn mấy cây lọng thấp nên lọng nhỏ này. À, mấy cây to trong nhà hả? Cái loại này. Cái loại ni trừ mấy cây anh Sơn ơi? Hàng đó, hàng chùm là 300.000 thôi. 300.000 cây. Cái lọng này hả? Lọng thấp 300.000. Lọng thấp, còn cái lọng cao là 500. Lọng cao là 500. 500 một hàng đẹp đấy. À. Hàng 1 triệu anh vừa quay đầu đầu này. Hả? Hàng 1 triệu chậu, này. Trên chậu luôn đấy. Đâu? Đây này, anh vừa quay đầu đầu này. Đấy là à. Toàn là 300 còn chậu này với 1 triệu này. Lục lăng này. Lục lăng đấy, 1 triệu này. À à. Thân to. Chỉ được chơi thôi. À, cái chậu lục lăng đằng trước đây, nhưng mà đây là đang tán tròn chưa vẽ ấy chứ. Không, không là cái này tự nhiên. Tự nhiên mới đẹp. À, cái này làm tự nhiên này hả? Hai màu. Quen quen à. Hàng ni, hàng ni, hàng triệu này hả? Thân bằng cổ tay rồi. Hình kính 4 phần. Hình kính 4 phần. Mà làm răng mà để hoa giấy ra hoa được anh Sơn ơi. Răng em trồng có thấy ra hoa mấy đâu. Hoa giấy cứ để khô ép khô thôi. Ép khô em để héo queo vào đi rồi. Để héo xong nó tán nước vào, tưới nước vào, nó ẩm lên là ra hoa. À, nhưng mà khi tưới là phải tưới lúc nào cũng phải ấm. À. Còn không có chút cái phần chứ, cái thành phần đủ dinh dưỡng ăn, đạt với kali 3 cái. 3 cái nhưng tỷ lệ cái loại này là mấy? Tỷ lệ của nó chú pha tốt nhất chú ấy kali đạm lân kali mỗi thứ ví dụ như là bằng nhau hay là lân cao đạm cả. Bằng nhau 10-10-10 á. À? Hoa giấy nở tưng bừng. Đó, đây này chia sẻ với các bác cái đây hoa giấy toàn chậu bác trồng. Trong nhà cái dòng cao kia. Có rất bốc có một đó anh Sơn. Bốc kia kìa. Bốc kia kìa. Anh này ghép. Anh này là ghép thành 3 màu luôn à. 3 màu. Bất màu vậy. Có bác nào mà kinh doanh hoa đây là cái hàng mà hàng chuẩn, hàng bán, hàng nhập rồi đó, nói không đòi thách rồi thiết gì kìa. Hàng bán cất. Hàng bán cất á, cứ đó. Cứ đó cái lọng này rất là đẹp. 300.000 một 300.000 một chậu. Bốc nhiều. Biết bốc nhiều lại free ship luôn đúng không? Gần ship xa tôi. Gần ship xa tôi. Đó. Đó là muốn ăn ra hoa đẹp là cứ một là cắt nước. Cắt nước để ăn héo hẳn đi anh Sơn. Cắt nước được khoảng 4 năm ngày, tưới nước độ ẩm. 4 năm ngày nhưng mà trời nắng quá 4 năm ngày ăn chết. Không, 4 năm cũng không chết đâu. Không chết à? Đóng là tưới nước là sau khi đã tưới là phải lúc hôm nào cũng phải tưới đậm. Ờ, đừng độ ẩm với nó thì cũng đừng nước quá ẩm quá. À, đừng ẩm quá. Là ra hoa đẹp. Đi tưới đến đời. Thêm đăng Facebook nhắc mọi người. Nó nở rất là đẹp, nhìn cái lọng này. Kè đây lấy 400 ạ. Cây nhỏ 300, cái cây to cái dòng này là 400 à? 500. 500 dòng cao này, dòng thấp. Sao chia sẻ luôn cái dâm hoa giấy cho các bác. Dâm đây. Đây là dâm hết hay là chiết đây anh Sơn? Hả? À, hàng cao này chiết à?
các loại màu. Rồi, chào quý vị và các bạn.